Kính chào quý vị. Chúng ta đang bước vào mùa thu của vùng Washington DC và những chiếc lá trong vườn quý vị đã bắt đầu nhuốm vàng, phải không? Chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc hôm nay hân hạnh đón một vị khách từ xa đến, từ Houston, tiểu bang Texas. Thanh Trúc xin kính chào nhà văn Yên Sơn. Yên Sơn xin chào Thanh Trúc và kính thưa quý vị, Yên Sơn rất là hân hạnh. Quý vị khán giả thính giả của vùng DC, Yên Sơn hân hạnh gặp quý vị và gặp Thanh Trúc ở đây, có cho chúng tôi có chương trình, có cơ hội để cùng đến nơi đây tình làng và chào kính chào quý vị. Thưa nhà văn Yên Sơn, cái buổi ra mắt sách Mưa Nắng Bên Đời đó và cái CD Còn Chút Hương Cho Đời này đó là một có thể nói là một cái sinh hoạt về văn học nghệ thuật ở tại vùng DC mà càng ngày càng thưa vắng đi, là bởi vì bây giờ người ta người ta nói là mọi người ít đọc sách hơn, cũng như những cái buổi ra mắt sách thì có vẻ như là hiếm hoi, ít ỏi hơn ạ. Dạ. Ông nghĩ như thế nào về cái nhận xét đầu tiên này khi ông mạnh dạn đến vùng DC để mà ra mắt cái đứa con tinh thần của mình? Vâng, Thanh Trúc và quý vị khán giả, khán thính giả. Yên Sơn nói là mạnh dạn thì không đúng, nhưng mà cũng có thêm chút can đảm. Là do nhiều bạn bè ở đây, nhất là ông Cao Nguyên ấy, chúng tôi xúi dục. Có nghĩa là anh chị em ở đây, Văn Thiêu ở đây đã có lòng giúp Yên Sơn để đến đây giới thiệu hai đứa con tinh thần đối với quý vị ở trong vùng. Và cũng là lần thứ hai Yên Sơn về trên vùng này, đã là lần thứ hai ra mắt về một tập sách ở vùng này, cách đây 16 năm rồi đó. Kính thưa quý vị cũng như thưa nhà văn Yên Sơn, theo như nhà văn Yên Sơn nói thì ở đây có nhiều thân hữu. Thì qua tìm hiểu thì Thanh Trúc cũng biết được là có vẻ như là nhà văn Yên Sơn có một cái mối tương quan rộng rãi và thân tình với tất cả những người gọi là văn thi hữu ở vùng DC này, có phải không ạ? Vâng, thì Yên Sơn cũng may mắn là được quen biết tất cả các văn thi hữu mà chị kể trên, kể như anh Nguyễn Minh Nữ, đó là một người góp trong chương trình mà tổ chức lần trước 2002, Yên Sơn về đây một lần. Thì tất cả những anh em đó vẫn còn giữ cái giao tình. Ở đây cũng còn nhiều bạn bè rất là thân quen trong vòng văn thơ, văn hóa, sinh hoạt văn hóa và cộng đồng. Cũng như trong về bên võ thuật cũng có, bên không quân cũng có. Thì là đại lược là Yên Sơn cũng có một số thân hữu rất là khá đông ở đây. Cũng là những người mà đã từng hoạt động, từng làm việc với. Thanh Trúc được nghe mọi người giới thiệu đến ông đó là một nhà văn, rồi lại một nhà thơ, rồi lại một nhạc sĩ nữa. Thành ra không hiểu là Thanh Trúc phải dùng một cái chữ nào để mà gom lại một người có khả năng như thế, một người đa tài như thế. Cảm ơn Thanh Trúc. Thưa quý vị, Yên Sơn thiệt tình là không dám nhận bất cứ cái sĩ nào. Chỉ có một cái sĩ mà dám rất là muốn nhận, đó là chiến sĩ. Yên Sơn có làm bốn câu thơ như thế này để mà gửi đến cho quý vị cũng như Thanh Trúc, là thơ văn ca nhạc không là sĩ, vẫn tập tành chơi nghĩ chắc vui, không phải bon chen danh cùng lợi, chỉ góp chút hương cho đời. Dạ thưa quý vị, tất cả những chuyện của Yên Sơn viết văn, làm thơ, viết nhạc cũng đều là rất là amateur, mà làm giống như mình nghĩ là chỉ cái góp một phần trong sinh hoạt văn học nghệ thuật mà thôi. Mình không dám nhận cái sĩ nào cả, nhưng mà chắc chắn là chiến sĩ thì nhận. Khi mà Thanh Trúc đọc những cái tuyển tập này đó, thưa nhà văn Yên Sơn, ông đi qua Mỹ từ năm 75, chứ không phải là ông ở lại. Nhưng Thanh Trúc thấy ở trong này có một cái nỗi khắc khoải, có những cái nỗi niềm mà hình như là ông đeo đẳng, nó đeo đẳng ông không thể thoát ra khỏi. Nó có những cái, ông muốn thoát ra khỏi những cái quá khứ của mình, đặc biệt là cái quãng đời trong quân ngũ. Trưa 29 tháng 4 thì Yên Sơn cũng may mắn là được đi chuyến bay cuối cùng, bay ra khỏi Việt Nam. Sau cái đêm hôm trước là Yên Sơn còn buổi sáng thì người bạn có bị bắn rớt. Chiếc Tinh Long cuối cùng ngày 29 đó quý vị. Thì sau khi mà chiếc máy bay bị bắn rớt đó thì tất cả đều hoảng loạn. Yên Sơn cũng không bao giờ nghĩ tới là mình rời khỏi Việt Nam, chưa bao giờ. Trong có lẽ là mình thấp cổ bé miệng và mình cái sự tin tưởng của mình quá lớn đối với một quân đội anh hùng như vậy. Nhưng mà cái thế cờ vận nước nó đã đến lúc
Cho nên khi mà chiếc máy bay cuối cùng mà bị bắn rớt ở tại vùng lái phi trường thì tất cả anh em cũng biết rằng đó là hết rồi. Thì lúc đó tài chạy tán lạc để mà tìm phương tiện mà đi. Cũng chưa ai biết là mình sẽ đi đâu, chỉ có muốn nghĩ là mình chạy ra khỏi, đi tới Vũng Tàu, đi tới Côn Sơn, đi tới Phú Quốc là nhiều. Chưa bao giờ trong ý nghĩa của Yên Sơn mà nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi đất nước. Nhưng đó thì một cái rủi nó cũng có cái may, là cũng may được là kiếm được chiếc máy bay có hư hỏng cuối tùng, cùng đi cùng một người đàn anh, một niên trưởng, chiếc xe 130 cuối cùng rời khỏi phi trường vào lúc 12 giờ rưỡi trưa ngày 29 tháng 4 và đi thẳng cho tới Thái Lan, Ujuntapao, Thái Lan. Dạ vâng, chính vì thế mà kính thưa quý vị cũng như nhà văn Yên Sơn, Thanh Trúc nhìn thấy được khi mà Thanh Trúc đọc cuốn sách Mưa Nắng Bên Đời với những cái truyện ngắn của ông đó, Thanh Trúc thấy ông loanh quanh luẩn quẩn trong cái thân phận của một người lính phải bỏ ngủ chạy đi trước 1975. Sau 1975 thì cũng thế, những người lính bỏ ngủ cũng mang cái tâm trạng đó. Có điều đó, có một cái điều khác nhau, nặng nhẹ khác nhau một chút xíu thôi. Nhà văn Yên Sơn, ông có nghĩ rằng chính những cái điều đó, những cái đó nó dồn nén và khiến ông phải trở thành một người viết? Có lẽ trước đó thì Yên Sơn cũng có sinh vạc ra trên văn đàn ở Việt Nam. Mình có viết thơ, là viết văn, lơi chơi. Nhưng mà thật sự đó là chỉ có những lúc mà rảnh rỗi, còn hầu hết là mình hy sinh cái thời giờ mình trong chiến trận. Sau này thì như Thanh Trúc nói, và cũng như quý vị cũng biết là tất cả những cái nỗi đau buồn về một đất nước, xin lỗi quý vị, mình bỏ đất nước đằng sau, mình sinh ra lớn lên. Yên Sơn nghĩ là cũng đủ mạnh để mà nói chuyện. Nhưng thiệt thật sự là khi nói chuyện về quê hương đất nước thì bao giờ cũng là một niềm khắc khoải, niềm nỗi đau đớn. Đây là một tâm hồn rất là Thanh Trúc thấy là quá nhạy cảm, thưa quý vị, để có thể sáng tác. Với cái lần ra mắt sách ngày Chủ nhật 16 tháng 9 2018 ở vùng DC này thì cái hoài bão của nhà văn Yên Sơn là như thế nào? Câu hỏi cuối. Đây là hai đứa con tinh thần. Yên Sơn chưa có viết nhạc lấy ra, nhưng mà chưa bao giờ mình nghĩ tới mình có thể ra cái CD, mình có thể là trở thành một cái cuốn CD. Nhưng mà cũng có sự thúc đẩy, có những cái cảm hứng thì Thanh Trúc nói cũng đúng, cho đứa cháu ngoại đầu lòng đã ra đời cũng cho mình tạo một cái cảm hứng rất là tốt. Mình cũng may gặp một ca sĩ rất là dễ thương, họ đã trình bày những cái bản nhạc mà mình viết với tất cả các tấm lòng của mình, cũng giống như tấm lòng Yên Sơn cũng đặt vào trong cuốn sách, là mình mong là chia sẻ với tất cả mọi người cái tâm tình đó, với cái tấm lòng đó, mà đặc biệt là về quý vị, nếu mà đọc cuốn sách, quý vị sẽ thấy bàn bạc tất cả mọi 21 câu chuyện trong đó đều có dính dáng về với quê hương đất nước của chúng ta. Còn nhạc thì đó là những bài thơ mà Yên Sơn tự phổ từ bài thơ của mình. Thơ cũng hầu hết là nói về quê hương và tình yêu. Thì Yên Sơn cái hoài bão là mình mong muốn đem tới cùng với quý vị, chia sẻ với quý vị, và mong được quý vị chào đón hai đứa con tinh thần và cùng chia sẻ cái tâm tình đó với Yên Sơn. Xin cảm ơn những lời bộc bạch của nhà văn Yên Sơn, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Yên Sơn như là mọi người giới thiệu. Thanh Trúc xin một lần nữa cảm ơn nhà văn Yên Sơn, và chúng tôi xin kính chào quý vị, xin hẹn quý vị trong chương trình tới.